Cô Hiền và cô Trinh xin chào các bạn. Các bạn đến đây cô Hiền làm cái gì đây? À, đây là cây kẹo. Và hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn là cây kẹo từ đất mặn. Để làm cây kẹo từ đất mặn, chúng ta gồm có đất sét nhiều màu, bản con, quà que. Bây giờ các con chú ý quan sát nhé. Trên đây cô có rất là nhiều mẫu cây kẹo và bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn làm nha. Các bạn cùng làm với cô nha. Cô rất thích là màu vàng nên là cô sẽ lấy một ít màu vàng. Cô đặt lên bảng, sau đó cô sẽ dùng tay lăn dài. Các bạn nhớ lăn thật dài nha. À, thế là cô Hiền đã lăn được một sợi dây vàng rồi nè. Thế là cô Hiền đã lên nhiều màu nữa rồi nè các bạn. Và bây giờ cô Hiền sẽ lấy màu xanh. Các bạn sẽ quấn vào hình tròn nha các bạn. Mấy bạn quấn như vậy cho đến hết cái sợi dây màu xanh nha. Thế là cô Hiền sẽ được một vòng tròn hình xanh rồi đó. Và tiếp tục cô Hiền sẽ lấy một dây màu đỏ. Các bạn cứ quấn tròn theo. À, cô Hiền sẽ đã quấn xong cây kẹo rồi này các bạn. Để cây kẹo được đẹp và dễ cầm hơn, cô cầm ngòn một cây que, cô xuyên qua đất nặng. Cô đã hoàn thành xong cây kẹo từ đất nặng rồi. Các bạn xem có đẹp không? Vậy là tiết tạo hình của mình đã kết thúc rồi. Để các bạn có thể làm những cây kẹo khác nhau và sáng tạo hơn cùng với ba mẹ mình nha. Và chào tạm biệt. Sài Gòn Academy, tiên phong giáo dục sớm từ 0 tuổi.